quý vị là một trong 12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Công trình thanh niên thắp sáng đường quê, đường tuần tra biên giới và đường cờ tổ quốc do tỉnh đoàn Tây Ninh triển khai trên địa bàn các tuyến biên giới, địa bàn nông thôn vùng xa có nhiều khó khăn đã mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực, đóng góp vào phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Tây Ninh có đường biên giới dài hơn 240 km. Chính vì vậy, đòi hỏi công tác tuần tra bảo vệ biên giới phải được siết chặt. Đặc biệt vào thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19, công tác này lại càng được chú trọng. Xuất phát từ thực tế đó, từ năm 2020, tỉnh đoàn Tây Ninh triển khai công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời. Công trình được lắp đặt đầu tiên trên địa bàn huyện Bến Cầu và thị xã Trảng Bàng với tổng chiều dài 17 km. Qua quá trình thực hiện, công trình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, không chỉ đối với công tác tuần tra biên giới mà còn hỗ trợ người dân trên địa bàn thuận lợi hơn trong việc đi lại cũng như hoạt động sản xuất. Đến năm 2022-2023, nhằm nâng cao giá trị công trình, tỉnh đoàn Tây Ninh triển khai thêm đường cờ Tổ quốc. Từ công trình đã giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên thêm yêu hơn màu cờ Tổ quốc, một lòng son sắt với quê hương. Năm 2023, từ khi đăng ký công trình thanh niên với Trung ương đoàn, công trình thanh niên thắp sáng đường quê, đường tuần tra biên giới và đường cờ Tổ quốc được Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức thực hiện xuyên suốt cho đến nay. Ban Thường vụ luôn bám sát chỉ đạo hướng dẫn các huyện, thị, thành đoàn và các đoàn trực thuộc thực hiện công trình thanh niên đảm bảo các tiêu chí theo hướng dẫn 86 ngày 7 tháng 3 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương đoàn về triển khai thực hiện công trình thanh niên và ý nghĩa của mục tiêu Ban Thường vụ tỉnh đoàn Tây Ninh hướng dẫn tránh chạy theo chỉ tiêu hình thức. Tất cả các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai và hoàn thành công trình thanh niên với tinh thần đoàn kết mạnh mẽ. Đây không chỉ là việc thực hiện công trình thanh niên đã cam kết và đăng ký mà còn tạo sự kết nối giữa các cấp bộ đoàn, các địa phương, các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, cả đối tượng thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức. Thì trong thời gian qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chủ động hàng năm rà soát về những cái tuyến đường tuần tra biên giới, những tuyến đường quê cần được thắp sáng để mà lên danh sách cụ thể và chỉ đạo thực hiện trong các chương trình chiến dịch cao điểm trong năm của đoàn thanh niên như là chiến dịch xuân tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Một trong số những công trình thắp sáng đường tuần tra biên giới được thực hiện trong năm 2023 là công trình tại ấp Thành Tân, xã Thành Long, huyện Châu Thành. Được khởi công từ giữa tháng 5 năm 2023, 40 bóng đèn với tổng chiều dài 4 km, trị giá 100 triệu đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Thuận Hà tài trợ. Từ công trình đã mang lại lợi ích kép, vừa phục vụ tốt công tác tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đồng thời tạo thuận lợi cho bà con trong việc đi lại, lao động sản xuất, không còn lo lắng bất an vì đường tối mỗi khi đi qua khu vực đường biên. Từ khi có đèn đường này thì đời sống bà con thì phấn khởi hơn. Đi ruộng ban đêm ban hôm làm lúa bơm nước nè thì đèn đường sáng, bà con phấn khởi. Đi nửa đêm nửa hôm thì đèn sáng thì nói chung không có tệ nạn các kiểu. Hồi chưa có đèn đường thì nhiều khi tệ nạn. Có đèn đường này thì ban đêm ban hôm này mình đi khui nước ruộng mì thì nó dễ hơn, đảm bảo an toàn hơn, an ninh hơn. Được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương, tỉnh đoàn, huyện đoàn và đặc biệt là đoàn Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tây Ninh, đơn vị đỡ đầu xã đoàn Phước Dinh, hàng năm các đơn vị đã vận động các cá nhân tổ chức ủng hộ kinh phí nhằm đưa những công trình phần việc ý nghĩa về địa phương. Khánh thành từ đầu năm 2023, công trình thắp sáng đường quê được triển khai trên địa bàn ấp Phước Lộc, xã Phước Dinh, trải dài 3 km với 36 bóng đèn, trị giá 54 triệu đồng, cũng mang lại ý nghĩa tương tự. Công trình được triển khai trên địa bàn nông thôn vùng xa có nhiều khó khăn, cũng đã hỗ trợ bà con nhân dân rất nhiều trong việc di chuyển, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, góp phần tạo nên diện mạo mới cho vùng quê. Sáng mật luôn con, đi đứng thì cũng khỏe, đi ngoài đường không có sợ mà ăn cắp trộm,
chứ còn hồi đó có không có thích gì. Đi vô đèn vô cái đó. Sáng cả ngày. Là đơn vị phối hợp với tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức khánh thành công trình thanh niên ánh sáng biên cương thuộc chương trình tháng 3 biên giới, bao gồm 40 bóng đèn năng lượng mặt trời trải dài trên tuyến đường biên dài 4 km thuộc địa bàn xã Tân Hạ, huyện Tân Châu. Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai hứa hẹn thời gian tới sẽ tích cực thực hiện nhiều công trình phần việc hướng về biên cương Tổ quốc, đặc biệt là đưa ánh sáng đến những vùng quê khó khăn, vùng biên. Thì phải nói rằng qua cái hoạt động này thì phải nói là nó có thắt chặt thêm cái tình đoàn kết của thanh niên hai tỉnh Tây Ninh và Đồng Nai cùng tổ chức nhiều cái hoạt động mang lại cái ý nghĩa cho người dân cũng như là cái địa phương giáp cái đường biên. Thì trong thời gian tới thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng như là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục phát động trong cán bộ, đoàn viên thanh niên cũng như là các sở ban ngành cùng chung tay tham gia cái việc mà thực hiện các cái công trình phần việc thanh niên ở các cái địa phương có cái đường giáp biên với nước bạn, đặc biệt là chú tâm đến các cái công trình mà thắp sáng đường biên nhằm để cùng với chính quyền địa phương đó là góp phần trong cái việc mà bảo vệ cái chủ quyền cũng như lãnh thổ của Tổ quốc, hỗ trợ cho cái những người dân khó khăn ở những cái đang sinh sống ở cái vùng giáp biên. Với sự đồng lòng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu và đạt được ý nghĩa đề ra, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã triển khai trên 127 tuyến đường, thắp sáng 90 km đường quê và đường tuần tra biên giới với 1.231 cây đèn các loại, đóng góp đáng kể vào việc nâng cao an toàn giao thông trong khu vực, giúp giảm nguy cơ tai nạn và tăng cường khả năng kiểm soát tình hình giao thông, đặc biệt là trong điều kiện ánh sáng yếu. Điều này cũng giúp thúc đẩy phát triển kinh tế của khu vực nông thôn. Với đường đi an toàn hơn và dễ dàng tiếp cận, người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn. Qua đó thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm và tình yêu quê hương của đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã thiết kế và treo lên với tổng 72,3 km đường cờ Tổ quốc với gần 4.900 lá cờ. Việc này không chỉ thể hiện sự tôn vinh biểu tượng Tổ quốc, mà còn thể hiện lòng tự hào và tình yêu quê hương đất nước của đoàn viên thanh niên và người dân tỉnh Tây Ninh. Với tổng trị giá đầu tư 3.087.000.000 đồng, từ công trình thắp sáng đường quê, thắp sáng đường tuần tra biên giới và đường cờ Tổ quốc đã thể hiện sự chung tay góp sức cống hiến của toàn bộ các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh và quyết tâm của đoàn viên thanh niên trong việc mang lại lợi ích cho cộng đồng và đất nước. Công trình thắp sáng đường quê, thắp sáng đường tuần tra biên giới và đường cờ Tổ quốc năm 2023 vinh dự được Trung ương Đoàn chọn là một trong 12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023. Đây không chỉ là một công trình vật lý mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, đoàn kết và sự cống hiến của cộng đồng. Cá nhân tôi cũng như là Ban Thường vụ tỉnh đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà thì cảm thấy rất là vinh dự và tự hào khi được chọn là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc. Khi mà những cái công trình phần việc ý nghĩa của thanh niên Tây Ninh trong bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nông thôn mới và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên đã được Trung ương Đoàn công nhận. Chính từ hiệu quả và ý nghĩa thiết thực mà công trình thắp sáng đường quê, thắp sáng đường tuần tra biên giới và đường cờ Tổ quốc mang lại đã củng cố hơn nữa niềm tin của đoàn viên thanh niên vào tổ chức đoàn, làm sáng tỏa lý tưởng sống của tuổi trẻ Tây Ninh, càng ra sức phấn đấu vì sắc xanh thanh niên. Được cái sự hỗ trợ của trên đó, đưa những cái công trình phần việc về địa phương cũng như là công trình thắp sáng đường quê, thì bản thân tôi cũng như các bạn đoàn viên thanh niên và người dân ở địa phương thì rất là phấn khởi, mà khi được thực hiện những cái công trình thì cũng mang lại những cái thiết thực cho bà con nhân dân ở địa phương. Và qua cái việc làm đó thì tôi thấy được là những cái lý tưởng của thanh niên của chúng ta nó cũng được nâng lên và nó sáng tỏ hơn, để mình cũng thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vào những cái hoạt động phong trào đoàn khi mà mình phát động. Thì không những ở cái ấp Phúc Lộc này không, mà nhiều cái ấp khác nữa, nhiều tuyến đường trên các ấp khác rải rác ở cái địa bàn xã Phước Chinh thì cũng đã được gắn những cái bóng đèn cũng như là những cái điểm ngã ba ngã tư và những cái điểm đen á dễ gây tai nạn á. Đâu cần thanh niên có gì khó thì phải có thanh niên. Mấy bạn đoàn viên thanh niên trên xã mà thấy cái những hoạt động phong trào mà mang màu sắc riêng của đoàn thì các bạn sẽ nhìn cảm thấy
phấn khởi và muốn trong lòng mình sẽ muốn tham gia và tích cực những hoạt động của đoàn mình nhiều hơn, ngày càng phát triển hơn, mang lại những hiệu quả có ích cho người dân và các đoàn viên thanh niên trên địa bàn của mình, thu hút được nhiều người đoàn viên thanh niên tham gia hơn. Trong thời gian tới để nhân rộng những công trình này thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng các cơ sở đoàn trực thuộc thì thường xuyên rà soát những tuyến đường tuần tra biên giới, những tuyến đường quê đang xây dựng nông thôn mới, kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao để mà cần được thắp sáng để mà chúng tôi tiếp tục thực hiện trong các chương trình chiến dịch cao điểm trong năm của đoàn thanh niên. Ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên rà soát lại những cái tuyến đường đã được thắp sáng về chất lượng chiếu sáng của những đèn của pin để mà kịp thời thay thế, sửa chữa khi mà nó có hư hỏng. Công trình thắp sáng đường quê, thắp sáng đường tuần tra biên giới và đường cờ Tổ quốc đã góp phần tích cực vào công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ biên giới quốc gia và góp sức vào phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Quý vị thân mến, chuyên mục thi đua ái quốc đến đây là hết. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.